Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phú Quốc hết thời xây biệt thự trái phép. Sở Xây dựng vào cuộc kiểm tra vụ sập giàn giáo ở Quảng Bình. AIA chi trả hơn 4,3 tỷ đồng cho khách hàng trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội. Tấn công người chỉ vì nợ 1,5 triệu đồng. Trung Quốc, EU thảo luận về AI và luồng dữ liệu xuyên biên giới. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng huy động nhiều công nhân, nhiều phương tiện tiến hành cưỡng chế 14 căn biệt thự, tổng diện tích hơn 7.200 m2. 14 căn biệt thự này nằm trong 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thông tin từ báo Dân Trí. Theo ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc, bước đầu chính quyền vận động chủ công trình tự nguyện tháo dỡ để giảm bớt thiệt hại. Đến nay đã hết thời gian, chủ công trình không tự tháo dỡ nên lực lượng chức năng mới cưỡng chế. Quan điểm của tỉnh là xử lý dứt điểm, đúng quy định và không có trường hợp ngoại lệ. Ghi nhận thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn kiểm tra sau khi xảy ra sự cố sập giàn giáo trong lúc thi công tại Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, theo ông Lê Anh Đức, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình thông tin, đoàn kiểm tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố, xử lý sự việc ban đầu, tìm hiểu thiết kế giàn giáo như thế nào mà xảy ra rung lắc, mất ổn định và lệch tâm trong quá trình đổ bê tông. Sau khi làm rõ nguyên nhân, Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ địa phương các giải pháp khắc phục sự cố đảm bảo thi công an toàn. Đồng thời, Sở sẽ kiểm định các cấu kiện liên quan công trình, chỉ đạo địa phương đánh giá năng lực nhà thầu, đơn vị thi công để có hướng xử lý. Trước đó, vào trưa ngày 17 tháng 9, khoảng 30 công nhân sau khi đổ bê tông mái tầng 3 của Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, thì giàn giáo bắt đầu rung lắc và bị đổ sập ngay sau đó. Sự cố làm 2 công nhân bị thương, trong đó có một người xây xát nhẹ, một người được đưa vào bệnh viện. Toàn bộ sàn bê tông phía trước sảnh của công trình bị biến dạng, hệ thống cọc thép chống sàn, giàn giáo cũng bị gãy đổ, uốn cong. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam vừa hoàn tất thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng cho gia đình một khách hàng là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thông tin từ báo Dân Trí. Khách hàng trên tham gia hợp đồng bảo hiểm Nhân Thọ với sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng quyền lợi cơ bản của AIA Việt Nam vào tháng 4 năm 2022. Đại diện AIA Việt Nam cho hay, với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ và là người bạn đồng hành của khách hàng, nên sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, các bộ phận chức năng của công ty đã chủ động tìm kiếm thông tin khách hàng có liên quan đến vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, công ty cũng đang làm việc để xác minh danh tính và tình trạng các khách hàng của những hợp đồng khác nhằm hỗ trợ chi trả nhanh nhất nếu có. Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ngày 19 tháng 9 cho biết đã triệu tập 6 thanh niên liên quan đến đoạn clip đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin từ báo An ninh Thủ đô, theo đó vào ngày 18 tháng 9, clip được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một thanh niên đang ở trong nhà bạn gái chơi thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên 6 người đến đứng trước cửa đe dọa thách thức. Một trong số 6 đối tượng này còn cầm theo thanh sắt đe dọa. Sau vài câu to tiếng, cả nhóm lao vào nhà tấn công người thanh niên kia. Sau đó, có hai bạn nữ đứng ra che chắn và can ngăn. Tuy nhiên, sau đối tượng vẫn tiếp tục đe dọa và to tiếng chửi bới. Hiện cơ quan công an đã triệu tập nhóm thanh niên này lên làm việc. Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngày 19 tháng 9 tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến đôi nam nữ thương vong. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 18 tháng 9, một xe tải lưu thông trên đường Lê Duẩn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo người phụ nữ. Cú tông mạnh khiến xe máy và đôi nam nữ văng xuống đường, người phụ nữ không qua khỏi. Nam thanh niên được người dân chở đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, trời mưa to, xe máy hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Long Thành và công an địa phương đã đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sau đây là những thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật.
Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng và người dân địa phương sáng 19 tháng 9 đang nỗ lực tìm kiếm anh Vi Văn Nghĩa, 24 tuổi đi bắt ong và mất liên lạc 3 ngày nay. Theo người thân trình báo, sáng ngày 14 tháng 9, anh Nghĩa đi khỏi nhà để bắt ong. Anh Nghĩa đi xe quay màu xanh, biển số 37X46480, chở theo một thùng xốp màu trắng và một ba lô màu xanh sẫm. Anh đi theo hướng đến khu rừng ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 16 tháng 9, anh Nghĩa mất liên lạc với gia đình. Bà Lô Thị Thêm, mẹ của anh Nghĩa cho biết, thời điểm Nghĩa mất liên lạc thời tiết có mưa lớn, từ đó đến nay điện thoại không liên lạc được. Công an xã Nghĩa Lợi cũng đã ra thông báo tìm anh Nghĩa. Thông tin từ VN Express cho biết, ngày 19 tháng 9, nghi phạm dùng hung khí tấn công là một người tử vong ở xã Đất Mới, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, đã ra đầu thú. Nghi phạm tên Nguyễn Văn Đương, 29 tuổi, ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18 tháng 9, Nguyễn Văn Đương điều khiển xuồng máy đến chòi giữa vuông tôm của anh P, tên viết tắt, ở xã Đất Mới để đòi số tiền 1,5 triệu đồng mà anh P đã mượn của Đương hồi trước đó. Hai bên xảy ra cự cãi và khoảng 18 giờ cùng ngày, Đương đã dùng súng tấn công anh P, hậu quả khiến anh P không qua khỏi. Tại cơ quan công an, Đương khai nhận trước đó có cho anh P mượn 1,5 triệu đồng. Sau nhiều lần Đương đòi tiền không được, mặt khác anh P cứ hứa lần lửa, dai dẳng nên đã gây bức xúc cho Đương. Sáng 19 tháng 9, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Thông tin từ Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phan Phúc Vinh, 21 tuổi là nhân viên quán karaoke Sting, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phòng số 2 quán karaoke Sting thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trong người của Vinh 8 viên nén màu hồng, một túi ni lông, bên trong có tinh thể màu trắng, đối tượng khai là ma túy. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 5 phòng khác của quán karaoke Sting có 22 nam, 11 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng thu giữ 8 gói ni lông bên trong có tinh thể màu trắng, 7 viên nén màu hồng, 5 đĩa bằng sứ có chứa tinh thể màu trắng. Những người này khai là ma túy. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 xe ô tô, 16 xe mô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, có 41 người trong quán karaoke qua test nhanh, có 38 người dương tính với ma túy. Sáng ngày 19 tháng 9, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trực tự công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Thị Hương, thành phố Long Khánh thì phát hiện một xe tải chạy quá tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác liền dùng xe mô tô truy đuổi. Khi cảnh sát chặn đầu xe, yêu cầu tài xế dừng lại nhưng người này vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục vượt đèn đỏ rồi bỏ chạy ra quốc lộ 1 hướng về huyện Thống Nhất. Công an thành phố Long Khánh đã liên hệ với các lực lượng chức năng khác để phối hợp bắt giữ. Sau khi truy đuổi hơn 10 km, lực lượng chức năng đã chặn xe tải, khống chế được tài xế. Bước đầu công an xác định tài xế Phan Xuân Trung, 32 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra test nhanh, tài xế này dương tính với ma túy. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc và Liên minh châu EU mới đây đã có phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo AI và luồng dữ liệu xuyên biên giới tại Bắc Kinh, thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban châu EC cho biết các cuộc thảo luận này nằm trong khuôn khổ đối thoại cấp cao lần thứ hai về hợp tác kỹ thuật số giữa Trung Quốc và EU do Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh và Phó Chủ tịch EC đồng chủ trì. Theo trang web của EC, hai bên đã thảo luận kỹ lưỡng về các lĩnh vực quan trọng liên quan đến chính sách và công nghệ kỹ thuật số, trong đó đề cập đến các vấn đề chính như AI và luồng dữ liệu công nghiệp xuyên biên giới. Theo Tân Hoa Xã, hai bên nhất trí thúc đẩy một môi trường cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử để phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và EU đang gia tăng. Sau khi Chủ tịch EC tuyên bố điều tra xem có nên áp thuế trừng phạt đối với xe điện Trung Quốc để bảo vệ các nhà sản xuất EU hay không? Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Moscow trong ngày 18 tháng 9, bắt đầu chuyến công du 4 ngày ở Nga. Theo hãng thông tấn TASS,
Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Vương đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày 18 tháng 9. Tại cuộc gặp, hai nhà ngoại giao đều đồng ý rằng những nỗ lực giải quyết khủng hoảng ở Ukraine sẽ không thành công nếu không tính đến lợi ích của Nga và không có Nga tham gia vào quá trình này. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng nói với ông Vương về kết quả chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Về phần mình, ông Vương chia sẻ với đại diện Nga về cuộc hội đàm gần đây của ông với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Jake Sullivan. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương sẽ gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga để thảo luận về an ninh song phương. Thông báo cũng cho biết chuyến thăm của ông Vương đến Nga sẽ đặt nền móng cho chuyến thăm trong tương lai của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo thông tin từ báo tin tức, quân đội Mỹ xác nhận đã tìm thấy xác chiếc tiêm kích F-35 bị mất tích một ngày trước đó. Phi công đã nhảy dù khỏi buồng lái F-35 do sự cố và chiếc tiêm kích khi đó được đặt ở chế độ bay tự động. Hãng thông tấn AP đưa tin rằng chiếc F-35 thứ hai bay cùng lúc đã an toàn trở về căn cứ chung Charleston, một căn cứ không quân ở North Charleston, Mỹ. Người phát ngôn của căn cứ Charleston xác nhận với hãng NBC News rằng F-35 được để chế độ lái tự động khi phi công nhảy dù và nói thêm rằng tiêm kích này có thể đã bay trên không trong một thời gian. Ngoài ra, chắc chắn tính đến chiều ngày 18 tháng 9, chiếc F-35 này không còn ở trên không. Theo hãng thông tấn AP, người dân địa phương được đề nghị tránh xa khu vực trong quá trình lực lượng chức năng thu hồi xác chiếc tiêm kích. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ngắt hộ em.